Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kento Fishing TV. Bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng các bạn. Thì ở bên Việt Nam của mình thì là 4 giờ 15, ở bên Nhật là 6 giờ 15. Mình mới vừa đi làm về các bạn. Hôm nay trên công ty hết việc rồi, không còn tăng ca nữa. Cho nên là mình về sớm, tranh thủ về sớm. Tuần vừa rồi mình đi dạo mấy cửa hàng đồ câu thì lượm được 4 con máy, bắt được 4 con máy. Mình sẽ giới thiệu từng con nha, 4 con thôi nha các bạn. Và nào chốt máy thì các bạn hãy inbox vào Zalo cho mình. Trước khi vào máy câu á, trước khi vào giới thiệu máy câu thì mình xin hướng dẫn các bạn cách để thêm Zalo của Japan đó các bạn. Tại vì số điện thoại của mình là số điện thoại ở Nhật, cho nên là Zalo cũng vậy luôn. Thì muốn thêm được cái số điện thoại của Nhật đó, thì các bạn vào trong phần Zalo, sau đó là vào thêm bạn. Rồi trong cái phần thêm bạn là nó sẽ có cái mục nhập số điện thoại các bạn. Và trước cái mục nhập số điện thoại nó sẽ có cái mã vùng quốc gia. Ở Việt Nam của mình là cộng 84, thì các bạn chuyển cộng 84 đó thành cộng 81. Cộng 81 là của Nhật Bản đó các bạn. Các bạn chuyển lại thành cộng 81, xong đó là nhập 070-1262-4575 thì thành công nha các bạn. Còn nếu như các bạn không có chuyển cái mã vùng, các bạn giữ nguyên cái mã vùng Việt Nam, các bạn nhập số điện thoại thì nó không có ra đâu các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần nội dung chính hôm nay nha. Đầu tiên sẽ là mình xin giới thiệu các bạn sẽ là Daiwa Certec 2010. Đây là một cái dòng máy rất là nổi tiếng các bạn. Certec 2010 này là đây là dòng máy Certec Custom nha các bạn. Custom chứ không phải là dòng máy Certec 2010 thường. Tức là năm 2010 á thì người ta Daiwa nó sẽ ra mẫu Certec của năm 2010 là có màu vàng. Nhưng mà tới cuối năm 2010, đầu năm 2011 thì bắt đầu Daiwa sẽ ra cái dòng Certec Custom này các bạn. Tại vì Daiwa cảm thấy là trong cái giải size của nó thì vẫn còn thiếu 3 size tour cơ bản từ 5.6 đến tour 6 chấm, thì Daiwa không hề có cái tour đó, cho nên là đầu năm 2011 Daiwa sẽ bổ sung thêm cái dòng máy Certec Custom này các bạn. Công nghệ thì trong cái dòng máy này có mặt siêu nè, aero to, và đặc biệt là cái bộ bánh răng của nó gọi là hai gear custom nha các bạn. Và cái mẫu ra đời trước cái dòng này là nó sẽ được màu vàng và màu trắng. Các bạn lưu ý phân biệt nha, màu vàng màu trắng. Thì những cái mẫu đó là nó được bao gồm có cái size là 1003 này, size 2000, size 2004 và 2500. Tương tự như vậy là tới size cuối cùng của hắn là sẽ size là size 3000. Và tất cả đều có cái tua là 4.8 và 195g. Nói như vậy các bạn mới thấy là cái tải của nó rất là thấp các bạn. Tối đa của nó sẽ là size 3000 của nó tối đa sẽ là 7kg và thấp nhất của hắn sẽ là 3kg và 10 bạc đạn. Thì nhưng mà cái tua của hắn quá thấp cho nên là Daiwa cảm thấy cần phải bổ sung thêm. Thì cuối năm 2010 Daiwa sẽ bổ sung thêm cái dòng này, bao gồm 2506H. 2506H thì có cái vòng tua là 6 chấm. Và Daiwa 2508RH thì lại có vòng tua là 5.6 và 3012H thì có vòng tua 5.6 nha các bạn. Và đây là con máy mình săn được. Để cho các bạn xem. Đây các bạn. Con máy này có là Certec 3012H 2 gear custom. Thì dòng máy này có tua 5.6, trọng lượng là 290g
13 vạc đạn và tải tối đa của nó sẽ là 7 kg. Dây 0.3, dây 0.3 sẽ vào được 150m nha các bạn. Đây là dòng máy mà thích hợp cho các bạn câu lure rất là nhiều, và hiện tại thì cũng có nhiều anh em đang săn cái dòng máy này, tại vì cái thiết kế của nó nhìn lạ mắt và đẹp đó các bạn. Đây các bạn nhìn rất là sang trọng luôn, nhìn kiểu nó giống như là Iron Man đấy các bạn, màu đỏ màu trắng rất là đẹp. Để cho các bạn dây PE 1.5 thì các bạn có thể vào được 200m nha các bạn. Đó, ở trong này này, trong này nó hơi xanh xanh này, cái này thì dễ thôi, chỉ cần về tháo ra xong là vệ sinh lại là nó sạch sẽ ngay các bạn. Quan trọng là cái body máy rất là đẹp, hầu như là không có bất cứ cái vấn đề gì hết luôn. Và tương tự như những cái dòng sơ tái khác thì đây là một dòng máy được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn, Made in Japan. Và những cái dòng máy đứng và máy cũ thì các bạn hãy lưu ý giúp mình nha, spool. Khi lựa máy thì mình cũng sẽ chú ý rất là nhiều về spool. Đây, spool này hoàn toàn không bị vấn đề gì hết nha các bạn. Sau đó con lăn nè. Rồi. Và lưu ý các bạn là đây, nấm tay quay của hắn là nấm độ nha các bạn. Game fishing. Saltwater nghĩa là cái nấm này nè, kháng mặn luôn. Và bên này cái này là chống nghiêng. Nó đồng điệu so với cái máy nên là nhìn rất là đẹp các bạn. Rồi các bạn hãy inbox cho mình nha, inbox cho mình vào Zalo. Mình xin thông báo giá là Daiwa Sertec 3012H. Phiên bản custom này thì sẽ có giá là 4.500.000 đồng nha các bạn. 4.500.000 đồng cho con máy này. Tại vì máy này nó khá là đẹp cho nên giá nó hơi cao một tí. Thì các bạn có thể inbox vào Zalo cho mình. Và tiếp theo, Máy số 2 mình giới thiệu đến các bạn sẽ là Daiwa. Bạn chờ tí nha. Daiwa Sertec 3012H. Đây là dòng máy của năm 2013. Đây các bạn. Và nó được sản xuất tại Nhật Bản. Đây, cái phần này nó hơi bị trầy tí nha các bạn. Tương tự như vậy thì các bạn, máy này nó hơi cũ một tí nha các bạn. Đây, nó mất cái chữ, nó chỉ còn cái chữ Daiwa thôi. Người ta dán cái này vào. Nó mất luôn cái chữ mà 3012H rồi. Ví dụ như cái máy này sẽ còn này, nhưng mà cái máy này nó bị mất rồi. Đây, chỗ này này, nó ngay chỗ này này, mà người ta dán lên mất rồi. Đó. Đây các bạn thấy không? Chỗ này nó bị bong sơn nè. Kiểm tra spool. Để mà dễ dàng kiểm tra spool, tại vì cái này, cái mép này nó rất là mỏng các bạn này. Cho nên là kiểm tra spool những cái loại này nó dễ như thế này. Các bạn chỉ cần để như thế này, nhìn thẳng xuống đây. Đó, coi cái spool của nó. Thì các bạn sẽ biết là nó có bị móp méo gì không mà biết liền. Đấy các bạn. Không bị vấn đề gì hết nha. Và con máy này thì nó... Đó, nó hơi khô. Tại vì thực ra là một con máy này cũng cũ. Cho nên là những cái bạn mua máy này về thì các bạn có thể tháo ra và châm dầu vào cái là xong. Đấy, nó hơi khô. Nhưng mà hoạt động rất là êm các bạn. Rồi, máy này đẹp. Thì mình xin đọc cái thông số của con máy Sertec 2013 3012H này. Tua 5.6, trọng lượng là 270g, 11 vạc đạn và tải tối đa là 7 kg. Cước 0.3 thì vào 150m. Và tương tự như là dây PE 1.5 thì các bạn có thể vào được 200m nha các bạn. Và giá của Daiwa Sertec 3012H năm 2013 sẽ có giá là 4 triệu.
4 triệu nha các bạn, tại vì nó bị trầy xước chỗ này và lúc quay thì nó hơi khô, cho nên cái sẽ có giá là 4 triệu đồng. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 mình giới thiệu đến các bạn là Daiwa Luviat 2508BE-H. Đây là máy câu được Daiwa giới thiệu vào năm 2015. Và máy này thì ngoại hình của nó sẽ là điểm 10 nha các bạn. Mình chấm điểm 10 cho ngoại hình của máy này. Khá là đẹp. Mình xin đọc cái thông số của Daiwa Luviat 2508BEH. Có vòng tua 5.6. Trọng lượng của máy này là 200g. Khá là nhẹ các bạn. Thích hợp cho những bạn nào mà thích những cái máy nhẹ như thế này. Và số bạc đạn là 9, tải tối đa 7kg. Đây các bạn, trong này nó có ghi thông số cước này. Cước dây BE 0.8 thì các bạn có thể vào được 150m. Và dây BE 1 các bạn có thể vào được 120m. Và nó được sản xuất tại Nhật Bản. Giá tiền của máy Luviat 2508 này về đến Việt Nam sẽ là 4.400.000 đồng nha các bạn. 4.400.000 đồng. Đó, mặt siêu đầy đủ. Và máy này rất là đẹp. Máy cuối cùng. Máy cuối cùng mình giới thiệu trong video hôm nay là Shimano. Một con máy ngang nha các bạn. Shimano Bantam 2018HG. Đây là một con máy HG nha các bạn. Shimano Bantam HG 2018. Đây là máy có vòng tua 7.1. Trọng lượng của máy là 220g, 9 bạc đạn. Và tải tối đa của máy Bantam sẽ là 5kg. Và các bạn biết cái bộ nhông của hắn là bộ nhông bằng đồng. Rất là tuyệt vời các bạn. Và dòng máy này cũng khá là nổi tiếng. Và cái giá tiền về đến Việt Nam là 4.600.000 đồng nha các bạn. 4.600.000 đồng cho một con máy ngang đây Shimano Bantam. Mình mới đi làm về cho nên là hơi buồn ngủ một tí. Đây các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ngoại hình của nó nha. Ngoại hình của nó coi thì có trầy xước chỗ nào không. Đó. Các bạn thấy như thế nào. Thứ nhất là trên này là dễ bị trầy xước nhất. Nhưng mà không bị vấn đề gì hết. Nên chúng ta sẽ qua bên hông. Bên hông máy cũng vậy các bạn. Còn rất là đẹp luôn. Phía trước nè. Đây là số tua của nó. Kiểm tra này. Hôm bữa mình kiểm tra sót cái này các bạn. Không thông báo cho các bạn. Lần này sẽ quay kỹ. Ok. Và phía dưới. Tất nhiên là những con máy ngang của Shimano thì đa số sẽ được sản xuất từ Nhật Bản nha các bạn. Đây, Japan. Máy chạy A10 nha các bạn. Tại vì con máy này là rắn A đấy các bạn. Máy A đấy. Cửa hàng nó thanh lý. Giống như là một con máy trưng bày các bạn. Anh chú ý nè, đây cái tay quay nè. Tay quay này do người ta cầm thử nhiều quá. Đây. Máy này thì theo mình đoán là nó là một con máy trưng bày. Nên là người ta bán cái giá cũng khá là cao. 4.600.000 đồng. Rồi, video đến đây cũng khá là dài rồi. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Trước khi kết thúc video thì mình xin thông báo lại với các bạn, mình xin điểm lại với các bạn là máy số 1 sẽ là Daiwa Certec 3012H năm 2010. Máy số 2 sẽ là Daiwa Certec 3012H năm 2020. Xin lỗi các bạn, mình sẽ đọc giá luôn nha. Máy số 1 là Daiwa Certec 3012H Custom 2010 sẽ có giá là 4.500.000 đồng. Và máy số 2 là Daiwa Certec 3012H năm 2013
có giá là 4 triệu đồng. Máy số 3 sẽ là Daiwa Luviad 2508 BE-H năm 2015 thì sẽ có giá là 4 triệu 400 nghìn đồng. Và cuối cùng là máy ngang Shimano Bantam HG năm 2018 sẽ có giá là 4 triệu 600 nghìn đồng. Và tất cả 4 con máy này đều được sản xuất tại Nhật Bản. Máy đẹp, mình xin đảm bảo với các bạn. Và những cái bộ phận khuyết điểm của nó thì mình đã quay rõ trên video này, các bạn cùng tham khảo nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ Kento trong thời gian vừa qua. Và mình rất hy vọng là những bạn đang theo dõi clip này thì các bạn có thể bấm đăng ký kênh Kento giúp mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Hiện tại kênh Kento đã có 3.060 bạn đăng ký rồi. Thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Và mình hy vọng là trong thời gian sắp tới cái số lượng người đăng ký sẽ tăng lên rất là nhiều. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.